Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay chúng ta đang có một cái sự kiện mới luôn. Sự kiện này thì giúp anh em mình sở hữu được một cái con rồng khá là đẹp ở đây nha. Con này thì nó có một cái màu xanh thuộc dòng giống như là pháp sư vậy ha. Trước ngực có huy hiệu của cái sọ người luôn ạ. Nhìn rất là hầm hố luôn. Để sở hữu được con này thì anh em chúng ta còn phải khá là vất vả ở đây. Đâu rồi, con này thì chắc có lẽ là hai ngày cuối sự kiện thì nó mới được thả ra nha các bạn. Anh em nào yêu thích thì có thể chờ hai ngày cuối rồi chúng ta để dành coi và chúng ta sẽ lấy được cái con này nha. Con này thì chắc cũng khá là mắc đây. Còn có một cách nữa, nếu như mà anh em không có đủ điểm coi thì các bạn có thể vào đây để mua, để mình xem coi giá coi hôm nay. Giá coi hôm nay vẫn được sale 50% nha mọi người. Chỉ với 1.242.000 chúng ta sẽ có được 50.000 điểm coi để có thể chơi banh, gọi là chơi banh cái sự kiện này luôn. Tốn khoảng triệu mấy thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại tới cái khu vực đó, chính là mình nhớ không lầm là cái khu vực Arena, khu vực List đi ha. Khu vực List thì mình đang có vài em cũng khá là hấp dẫn. Đây, mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về một cái nhân vật cũng không phải dạng vừa đâu. Con này thì thuộc dòng cấp E và mình đã sở hữu nó được trong cái sự kiện đó, chính là cuộc đua Heroic. Sau khi mà đạt được top 1 thì mình đã nhận được 4 em rồng VIP. Và con này là con thứ 3. Mình đặt tên cho nó là bé rồng khám phá, gọi là chú ấy bay qua các những hành tinh khác và lụm đất đem về, gọi là kiểm tra xem cái loại đó là cái loại gì. Rồi, thì chiêu Warfish đi chào hỏi nhẹ 3 thành viên đẳng cấp là Heroic đến từ tạm bạn xem. Wow, anh bạn của mình đang được tăng gấp đôi lượng sát thương luôn nè. 29.000. Haliwe level 40 kìa. Ây cha, tiệt chiêu điện. Rồi, tên bạn còn khoảng 16k. Với tình huống này thì mình chắc có lẽ là level 33, mặc dù là thuộc dòng cấp E không phải dạng vừa, nhưng mà lượng sát thương gây ra thì không cao rồi. Chữ nghĩa mới tới chữ C cộng ha, cũng chưa phải là một cái tầm gì đó ghê gớm lắm. Lụm chen. Rồi, thành viên Mili của tên bạn đang đến kìa. Ca này có bộ hơi khó xử đây. Phần cái tốc độ nhân 3 lên, mình cho nó lùa cho lẹ nè. Wow, hiệu ứng khá là đẹp luôn. Một trận thắng nhờ sự gánh tem của bé trâu mập. Có bé trâu thì anh em chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Còn không có cái con trâu này thiệt tình là cũng hơi bị cay đắng luôn á. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho mình một subscribe nha. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên, khi mà mình ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Ở khu vực này đó thì chào đón cái thành viên thuộc dòng pháp sư Noisy. Một ngôi sao vàng. Mình thì chưa lên được ngôi sao nào luôn. Rồi, cố lên xem. Cũng là dòng Heroic mới và mình thì mới level 33 thôi. Mọi người đều biết một điều đó là sau khi mà cho nó lên level càng cao thì nó sẽ ăn rất là nhiều thức ăn luôn. Alexander, thành viên một sao. Con này thuộc dòng hệ đất nè. Một sao là tầm 84.000 máu. Còn mình 3 sao mình lên tới 161k máu. Wow, và đây là bé gì ta, cướp biển nè. What? Ca này mình không có đau là mình tắt thở với nó chắc luôn. Còn đúng 3.338 giọt hả. Đỡ tốn tiền. Chứ trận này mà thua là anh em tốn thêm một viên game để có thể hồi sinh mà trở lại mà đánh. Mấy cái dòng mà tốn tiền thì chúng ta nên né bớt nha. Đây, sự kiện Black Magic. Con này là kết hợp giữa đây, dòng Titan và Heroic luôn. Mà bé này thì chắc có lẽ là khó để có thể sở hữu được đây. Đòi hỏi lên tới 600 các bạn. Cái điểm này thì anh em chúng ta có thể kiếm ở các sự kiện mà nó chia ra làm 3 lần.
từ ngày 19 tới ngày 30 Tây, từ ngày 21 tới 26, rồi từ 26 tới 30. Ở sao cái này nó để có lộn không vậy ta? Cái sự kiện này nó kéo dài gần 10 ngày luôn nè. Rồi sau đó là hai cái sự kiện này nó sẽ chia ngày ra để nó đến, từ ngày 21 tới 26 và từ ngày 26 tới 30 là chúng ta sẽ có thêm hai cái sự kiện mới nữa. Chỉ có cái sự kiện này là nó ôm trọn luôn 10 ngày. Rồi, ngon lành. Đây. 10 ngày 19 giờ nữa thì cái sự kiện này nó mới hết. Đó, nên chúng ta lót dép ngồi chờ đi. Wow, và bây giờ mình sẽ vào tới cái khu vực arena và đi trêu ghẹo những thành viên trong đây. Ở đây thì mình cũng không phải dạng vừa đâu. 3 sao, 2 sao. Đó, chiến binh của mình luôn. Đây, con này thì không lẽ mình cho nó lên level 43 ta. Cho lên thì được nhưng mà khá là tốn kém về thức ăn luôn các bạn. Mỗi mỗi lít ăn này là chúng ta tốn 400 mấy nè, đúng không? Đấy, các bạn có thấy mình lít 4 cái là coi như mình bay gần 3 triệu thức ăn. Kinh khủng, cho nó lên có một cấp thôi đấy. Rồi, tên bạn level 49 luôn kìa. Gặp mấy con này là mình thường là mình né không, mình biết là mình đánh không có lại tụi nó. Rồi, chúng ta chạy ra mở cái khiên lên để cho anh em chúng ta tăng được thêm 20% lượng sát thương cũng như là máu nha. Vào chào hỏi thiên, vào chào hỏi xíu nữa nào. Ấy cha cha, 98k máu sau khi được tăng thêm 20% thì dường như lượng máu của chúng ta khá là trâu hơn nhiều. 40. Wow, 19.000 luôn. Mình lụm là cái chắc rồi. Chiến binh của mình thì lên được tới chữ A rồi. Chỉ còn một bậc cuối cùng nữa thì anh ấy sẽ gọi là đạt được đỉnh cao rồi. Là một cái đỉnh cao nhất của cái tựa game này. Sau đó thì chúng ta muốn mạnh hơn nữa chỉ còn cách đó là lên level thôi, chứ không còn lên được bậc nữa rồi. 40.000 máu. Rồi, Lost Wayne. Ca này thì chắc có lẽ là cái bé 4 mùa của mình sẽ có tương lai hơn đây. Ok. Victory. Lụm chiên cũng khá là nhẹ nhàng luôn. Với cái đội hình của mình và được mà được cộng thêm 20% đam nữa thì anh em chúng ta dường như là bất bại trong cái khu vực này rồi. Trừ khi gặp một số cao thủ, một số thành viên cao thủ rất là ghê gớm thì coi như chúng ta xác định luôn. 46. Rồi, tên bạn còn đúng 1987 giờ, chứ còn có chút xíu máu thôi. Một bé Angrus. Angrus mang Lara 50 mấy. Con này giống như là, mình nhớ không làm là hồi nhỏ mình có chơi mấy cái tựa game nó giống như là gì ta, Contra nè, hay là mấy cái tựa game giải cứu công chúa thì phải. Lúc trước là chơi mấy cái máy gọi là bấm bấm có cái tay cầm cũng khá là thú vị. Hình ảnh con rồng này thì nó giống như là những cái lúc trước gọi là những cái trò chơi mà ngày xưa mình chơi đấy. Con này thì nó khá là đặc biệt luôn ha. Rồi, khều nhẹ cái nữa xem. Vixel Dragon Emery level 38. Ở đây thì chắc có lẽ là mình nghĩ là chiến binh này đủ sức để cân nè. Chơi hết mình xem. Ơi không nổi rồi. Ổn ổn. Tình huống này thì tem bạn đam không cao, nó quýnh mình tầm khoảng mười mấy k thôi, nhưng mà lượng máu mình còn khá là nhiều. Nhẹ nhàng mở được chiếc rương rồi các bạn ơi. Đây là chiếc rương may mắn mà nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái mảnh Orbit thuộc dòng Legend Daisy để cho mình có thể nâng sao lên nè. Ở đây mình được 16 mảnh Orbit của Legend, 10 mảnh của Borden và Timeless. Ok, ngon lành.
10 với 6 là 16. Còn thêm mấy cái mảnh của mấy cái con này cấp E thì coi như mình bỏ qua đi. Mấy con cấp E thường là mình ít xài lắm. Với lại cho nó ăn mà lên cao thì rất là tốn kém luôn. Ây chà, lượng sát thương này được tăng gấp đôi, chắc là trên 40.000. Wow, 58. Thành viên thứ hai đến từ tên bạn. Một mình chiến binh này mình nghĩ nó đủ sức cân cả ba luôn ấy. Nếu như mà tính không lầm, tính không lầm thì 16 anh em mình, con này vẫn còn kè, vẫn còn được. Wow, lẫm tiền victory. Ok, bây giờ thì chúng ta tích điểm lại từ từ, 3 điểm lên tới 20 thì chúng ta sẽ mở được chiếc rương nha. 45-50, con này thì chơi luôn. Mặc dù tem bạn level 50 nhưng mà mình thấy là độ luyện của chú ấy chưa cao nè, chữ mới chữ C thôi, chắc có thể là mình chơi được. Gỗ lên 44, thêm một cái nữa xem. Wow, rồi một em lên đường. Chỉ có điều là mới vào thôi, mình đã sơ sẩy một cái chè ở chỗ đó, chính là mình đã cho tên bạn hút mình một cái hơi cay. What the, đam to dữ vậy. Ồ, mình không nghĩ bạn level 50 thì nó đam kịch kinh khủng luôn á. Một hit thôi hả mất cái con gọi là chiến binh của mình rồi. Độ khó hơi cao nhỉ. Bên Mona, anh bạn cắt cắt bánh kem. Rồi, ok, làm ăn được gì đây? Thôi, chạy thôi. Rồi, hôm nay thì chúng ta review nhẹ qua một số cái sự kiện ở đây. Mình thì đang up một số cái bé rồng thuộc dòng Legend. Đây là những cái con mà trong sự kiện mình kiếm được mà lâu lắm rồi mình không có review và mình cũng không có làm. Bây giờ mình lâu ra mình up hết và review cho các bạn xem. Video thì cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.